Thưa quý vị và các bạn, với vai trò quan trọng trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với mỗi đảng viên và nhân dân, các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là các chi bộ, khu dân cư đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất, uy tín. Qua đó, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ, thực sự trở thành nhịp cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Ghi nhận sau đây của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Quảng Ninh là một minh chứng rõ nét. Khu phố 3, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Các tuyến đường nội đồng hoang sơ, lầy lội trước đây giờ đã trở thành những tuyến đường hoa, đường cao sạch đẹp. Các phong trào sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường đi, ngày Chủ nhật xanh cùng nhiều hoạt động khác của các tổ chức, đoàn thể trong khu phố luôn được chú trọng. Nhờ đó, cảnh quan và đời sống của người dân trong khu phố không ngừng được nâng cao. Các tiêu chí đô thị văn minh của địa phương dần được hoàn thiện. Chúng tôi xác định là chi ủy chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện về nhiệm vụ chính trị của khu phố và vừa là cái cầu nối giữa đảng với nhân dân. Chúng tôi tuyên truyền tất cả các nghị quyết của đảng cấp trên cũng như của địa phương đến chi bộ, đến toàn thể các đoàn thể trong khu phố và từ đó là chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân. Còn tại khu phố 2, phường Yên Giang, để phát huy tốt vai trò, hiệu lực, hiệu quả của chi bộ khu dân cư và của mỗi đảng viên, ngay từ đầu năm, các kế hoạch, chương trình hành động được xây dựng và ban hành. Từng nhiệm vụ được phân công, bàn bạc thống nhất và cụ thể hóa bằng nghị quyết thông qua mỗi buổi sinh hoạt. Nhiệm vụ cụ thể thì phân khai ra hàng tháng, hàng quý và có các cái hội nghị đến các cái đoàn thể để thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Và từ đó thì chúng tôi có cái lãnh đạo bằng nghị quyết. Xác định các chi bộ khu dân cư là nền tảng của cơ sở đảng, là hạt nhân chính trị, cầu nối giữa đảng với quần chúng nhân dân. Thời gian qua, Đảng bộ phường Yên Giang nói riêng và Đảng bộ thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh nói chung luôn chú trọng việc xác định vị trí, vai trò quan trọng của từng chi bộ khu dân cư, từ đó có những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Chúng tôi xác định là trong cái việc mà để xây dựng chi bộ khu dân cư mà tốt thì cũng phải cần quan tâm đến 3 nội dung. Cái thứ nhất là phải xây dựng được đội ngũ đảng viên tốt. Thứ hai là phải xây dựng được đội ngũ ban chi ủy có đủ uy tín và năng lực. Và cái thứ ba là phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phải đảm bảo được cái vai trò lãnh đạo của đảng và phù hợp với ý chí và nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Chúng tôi chỉ đạo qua đảng ủy của các xã phường và từ xã phường thì sẽ chỉ đạo tới các chi bộ thôn khu. Và cách thứ hai là chỉ đạo trực tiếp là bằng duy trì là giao ban định kỳ hàng quý, là giao ban giữa thường trực của thị ủy với lại đội ngũ là bí thư, trưởng thôn khu phố và trưởng ban công tác mặt trận. Và nếu không có sự vào cuộc của cơ sở, sự trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thôn khu phố thì sẽ không có được sức mạnh tổng hợp. Thực tiễn cho thấy, phát huy vai trò của chi bộ khu dân cư chính là giải pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân và học dân của cán bộ, đảng viên, như nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra.